Chương 10. Quan hệ giữa vị trí và chức năng ngôn ngữ của một số cấu trúc cú pháp. Một nhỏ. With cộng noun cộng participle phrase. A lớn. Ở vị trí đầu câu. Ví dụ, câu A. With my father gone, I was reasonable for helping my mother with her chores and for helping to relieve her landslides. Câu B. With the tree grown, the land became barren and lost its fertility. Câu C. With science and technology developing so fast, some people have begun questioning the usefulness of the four-year course, fearing that what is learned can quickly become absorbed. Load. Câu D. With spending rising faster than incomes, no consumption bomb is installed. Rõ ràng ở vị trí đầu câu, loại prepositional phrase đặc biệt này chỉ một yếu tố hay một tình hình tác động như là nguyên nhân của sự việc được nói tới trong phần chính của câu. Để dịch sang tiếng Việt, chúng ta có thể sử dụng các từ hay cụm từ sau đây: vì, với, trong tình hình, trong bối cảnh. Những câu trên đây vì vậy có thể dịch ra tiếng Việt như sau. Câu A. Vì ba tôi không còn nữa hoặc là đã mất, tôi có trách nhiệm giúp mẹ tôi làm việc nhà và làm cho mẹ tôi bớt cô đơn. Câu B. Vì cây cối không còn nữa, vùng này đã trở nên khô cằn và hết màu mỡ. Câu C. Trong bối cảnh khoa học và công nghệ tiến bộ nhanh như vậy, vài người bắt đầu chất vấn sự hữu ích của một chương trình học kéo dài 4 năm vì sợ rằng những gì họ học được sẽ có khả năng trở nên lỗi thời một cách nhanh chóng. Câu D. Trong tình hình chi tiêu của gia đình tăng hơn thu nhập, trước mắt sẽ không có hoạt động mua sắm y sèo. Nhận xét, cấu trúc with cộng noun cộng participle phrase có thể đổi thành một mệnh đề để bắt đầu với because hay now that, vì rằng bây giờ. Ví dụ, now that spending is rising faster than incomes, no consumption. Now that science and technology are developing so fast, some people. B lớn, ở vị trí cuối câu. Xét các ví dụ sau đây. Ví dụ, câu A. The labor market is clearly healthier than it was a year ago, with total employment of by 2 million jobs. Câu B. Fertility rates have been declining across the global since 1970s, with birth rate falling from 2.6 to 1.8 in developed countries and from a rank of 5 to 7 to a rank of 3 to 6 in developing ones. Câu C. There are fields of waving green maize with beans growing in among the corn stalks. Câu D. The standoff caused a complete traffic jam with drivers leaving their cars and booing and cheering at police. Các ví dụ trên cho thấy ở vị trí cuối câu, cấu trúc with cộng noun cộng participle phrase được dùng để cụ thể hóa substantiate những gì nói hay cung cấp một chi tiết liên kết, một chi tiết liên hệ đến nó. Để dịch sang tiếng Việt có thể dùng từ với hoặc các dấu hai chấm hay gạch ngang để giải thích, hoặc dấu chấm hoặc dấu phẩy để tách hai câu. Các câu trên có thể dịch là: Câu A. Thị trường lao động năm nay rõ ràng lành mạnh hơn năm ngoái với tổng số công ăn việc làm tăng lên thêm 2 triệu. Câu B. Tỷ lệ sinh sản đã giảm sút khắp thế giới từ những năm 1970. Ở các nước phát triển, tỷ lệ sinh sản rớt từ 2.6 xuống còn 1.8. Ở các nước đang phát triển, khung từ 5 đến 7 xuống còn 3 đến 6. Câu 3. Có những cánh đồng bắp rung rinh trong gió, ở xen giữa các cây bắp người ta trồng đậu. Câu D. Cuộc phản đối làm cho giao thông ách tắc hoàn toàn, tài xế ra khỏi xe la hét và chế nhạo cảnh sát. Bài tập dịch ra tiếng Việt. There is an old saying about the unequal distribution of work. Men work from dawn till sunset, but women's work is never done, with more and more women working outside the home full time. The old division of chores doesn't seem to make such sense anymore.
As a result, in many homes, men and women both do housework and share child care. Hai nhỏ, cụm phân từ, participle phrase. A lớn, ở vị trí đầu câu. Hãy xét các participle phrases sau đây. Câu A. Knowing nothing to do, we left. We left. Câu B. Trapped in the burning factory, 30 workers cried for help. Câu C. Walking in the street, he ran into an old friend of his. Câu D. Arriving at the station, he found his train gone. Câu E. Taking his bag from the lucky rack, he rushed out of the bus. Câu F. Reaching the top of the staircase, he began to shout. Câu G. Coley said, this tray of evidence leads compellingly to Mr. Simpson. Câu H. Laughing and shaking, the girls rushed out of the room. Cấu trúc phân từ các câu A, B cho thấy nguyên nhân của điều được nói tới trong phần chính của câu. Vì vậy có thể dịch là câu A. Vì chẳng biết làm gì chúng tôi bỏ về. Câu B. Vì bị mắc kẹt trong nhà máy đang cháy, 30 người thợ kêu cứu. Những cấu trúc này có thể thay thế bằng clause of reason. Câu A. Because we knew nothing to do, we... 3 chấm. Câu B. Because we were trapped, 3 chấm. 30 workers, 3 chấm. Cấu trúc phân từ ở các câu C chỉ một bối cảnh thời gian, time context. Khi hành động được nói đến, ran into an old friend, xảy ra. Câu C. Khi đi trên đường phố, anh ấy tình cờ gặp một người bạn cũ. Cấu trúc này có thể thay thế bằng một reduced clause. While working in the street, he... 3 chấm. Hoặc một full clause of time. While he was working in the street, he... 3 chấm. Cấu trúc phân từ ở câu D, câu E, câu F được dùng để chỉ một hành động đang xảy ra ngay trước một hành động khác. Câu D. Khi đến ga, anh ấy thấy chuyến tàu của mình đã chạy. Câu E. Lấy cái túi trên giá xuống, anh ấy vội vã xuống xe. Câu F. Khi leo đến đỉnh cầu thang, anh ấy bắt đầu tri hô. Tất cả các cấu trúc trên đều có thể diễn đạt bằng cách. Câu D. When he arrived, 3 chấm, he found, 3 chấm. Hoặc on arrival, 3 chấm, he found, 3 chấm. Câu E. After he took his bag, 3 chấm, he rushed, 3 chấm. Hoặc he reached, 3 chấm, and began to shout. Hoặc reaching the top, 3 chấm, he began to shout. Để nhấn mạnh một công việc hoàn toàn xong trước khi một việc khác bắt đầu. Và đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ nhân quả giữa chúng, người ta có thể dùng having cộng past participle. Ví dụ, having finished his quarter of work, he closed the door and went bed. Sau khi làm xong phần việc của mình, anh ấy đóng cửa và đi nằm. Having married very late, my father was only a year short of 15 when I was born. Vì lập gia đình rất trễ, ba tôi chỉ thiếu một năm đầy 50 khi sinh ra tôi. Cấu trúc phân từ ở câu G có thể tương đương. When Coley accept, reduce clause. If Coley accept, reduce clause. Hoặc when, if, it is Coley accept, full clause. Và câu G có thể dịch nếu khi chuỗi bằng chứng này được xét một cách trầm tĩnh thì nó tất yếu dẫn đến ông Simpson. Cấu trúc phân từ ở phần H chỉ hành động xảy ra cùng một lúc với hành động được diễn tả trong phần chính của câu. Với chức năng này, participle phrase cũng có thể đứng ở đằng sau câu như trong tiếng Việt. Cười nói chỉ chóe, bọn con gái vội vã đi ra khỏi phòng. Hoặc bọn con gái đi ra khỏi phòng cười nói chỉ chóe. The girls rose out of the room laughing and shaking. B lớn, ở vị trí cuối câu. Chúng ta thử nghiên cứu một số câu sau đây. Câu A. The company trades with Africans buying their ivory and selling them the goods they need. Câu B. They imposed strict limits on women, forbidding them to work, telling them to stay home and insisting that their bodies become literally covered if they need venture out. Câu C. He lay meditating on the problem.
Câu D, don't stand there a-growing. Câu E, the gunman a-burst north of the capital, killing the driver and two passengers. Câu F, girls' schools have been closed down, worsening the recall of a nation in which only 4% of all girls receive any education at all. Câu G, the United States has been firmly against fitting section acknowledging that Iraq has not dismantled its program to develop weapons of mass destruction. Câu H, many lawmakers approved the anti-crime bill, believing that it were necessary to restore space, to restore pay, to restore peace and order. Câu E, the editor sent him a wire asking him about the situation. Câu G, they mailed four petitions to the party congress demanding immediate action to eliminate official corruption. Cấu trúc participle phrase ở các câu A và B có chức năng là cụ thể hóa, substantiate, hay giải thích một cách chi tiết những gì được nói trong phần chính của câu. Câu A, công ty giao dịch với người châu Phi, mua ngà voi của họ và bán cho họ những thứ hàng hóa mà họ cần. Câu B, chúng áp đặt những hạn chế đối với phụ nữ, ngăn cấm họ làm việc, bảo họ phải ở nhà và đòi hỏi rằng thân thể họ phải được che kín nếu họ đi ra ngoài. Ở câu C và câu D, các cấu trúc participle phrase chỉ hành động xảy ra cùng một lúc. Câu C, anh ấy nằm ngẫm nghĩ về vấn đề đó. Câu D, đừng có đứng đó mà cãi lý. Ở câu E và câu F, các cấu trúc participle phrase chỉ kết quả của sự việc được nói tới trong phần trước của câu. Câu E, các tên cướp có súng đã phục kích một chiếc xe buýt ở phía bắc thủ đô, giết chết tài xế và hai hành khách. Câu F, các trường học sinh nữ bị đóng cửa làm tồi tệ hơn nữa thành tích của một quốc gia mà ở đó chỉ có 4% con gái là được đi học. Ở câu G và câu H, cấu trúc participle phrase cung cấp một lời giải thích lý do của sự việc được đề cập ở phần chính của câu. Câu G, Hoa Kỳ liên kết chống lại việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, lập luận rằng Iraq đã không chấm dứt các chương trình phát triển vũ khí giết người hàng loạt của họ. Câu H, nhiều nhà làm luật, đại biểu quốc hội phê chuẩn dự luật chống tội phạm vì tin rằng dự luật đó là cần thiết để tác lập trật tự trị an. Nên để ý rằng trong chức năng này, present participle thường là một trong những hành động sau đây. Say, explain, not, believe, sit, fear, accrue, contain, attribute. Ở câu Y và câu G, cấu trúc present participle mô tả mục đích của một hành động, để ý rằng chức năng này thông thường được diễn tả bằng một infinity và rằng present participle chỉ được dùng để chỉ mục đích sau một ít động từ có ý nghĩa căn bản, send a message, như từ write, send a wire, telephone, fax, email. Câu Y, vị chủ bút gửi cho anh ấy một bức điện tín để hỏi thăm về tình hình. Câu G, họ gửi 4 kiến nghị lên đại hội đảng, đòi hỏi phải có hành động tức khắc để bài trừ tham nhũng trong chính quyền. Bài tập, dịch ra tiếng Anh. Câu A, tôi gửi cho cô ấy một bức thư hỏi xem tình hình ở nhà. Câu B, anh ấy từ chối gửi tác phẩm dự thi, nói rằng anh ấy không tin tưởng sự công bằng của các vị giám khảo. Ba nhỏ, the infinitive. A lớn, ở vị trí cuối câu. Infinity ở cuối câu là phần lớn để chỉ sự mục đích. He went to France to study medicine. Nó qua Pháp để học y khoa. He got up to ask a question. Nó đứng lên để hỏi một câu hỏi. B lớn, ở vị trí đầu câu. Ở đầu câu, infinity có thể dùng để chỉ mục đích, nhưng ở vị trí này, nó thường báo hiệu một điều kiện để đạt được mục đích đó. Trong khi ở cuối câu, nó chỉ đơn thuần chỉ mục đích của hành động nói tới trong phần chính của câu. Ví dụ, A. I went to the library to borrow some books. B. To borrow books from this section on the library, you must have a special card. Câu B nhấn mạnh một điều kiện trong câu A không nói tới điều kiện nào. Nhận xét, ý mục đích cộng điều kiện còn được diễn tả bằng A. If cộng one cộng two, if cộng B cộng two, infinity.
If you want to enter college, you must make preparation right now. Nếu anh muốn vào đại học, anh phải chuẩn bị ngay bây giờ. Nếu phần chính của câu và cấu trúc chỉ mục đích nói tới hai đối tượng khác nhau, chúng ta có thể dùng cấu trúc trên hay cấu trúc sau đây mà chỉ áp dụng cho hai đối tượng khác nhau. B. For cộng noun cộng infinitive. Ví dụ, for reduction to solve. If reduction is to solve, individuals must have some incentive to work harder. Để sản xuất gia tăng mạnh, muốn gia tăng sản xuất mạnh, thì các cá nhân phải có động cơ để làm việc nhiều hơn. Lẽ dĩ nhiên cấu trúc này cũng có thể đi sau câu, nhưng khác ở chỗ là nó không bao hàm ý nghĩa, điều kiện. Ví dụ, he rang for the table to be clear. Ông ấy bấm chuông để người ta dọn bàn cho sạch. Và cũng có một cấu trúc khác luôn luôn đi sau câu để diễn tả chức năng mục đích. He rang so that the table could or would be clear. B nhỏ, để báo hiệu một kết luận, một nhận định có tính cách phê phán về một sự việc hay tình hình sau một hồi thảo luận hay bàn bạc. Ở trong văn viết, nó xuất hiện ở cuối đoạn văn, paragraph. Ví dụ 1. The question then arises, what kind of practice is most useful to one who is making his first attempt to write an essay? I hold that it is unreasonable to expect the beginner to produce all at once both the matter and the language. The matter should be supplied to him in the first year. Afterwards, when he has acquired sufficient facility of expression, he may be expected to finish the matter also. To attempt both at once is to succeed in neither. Tiếng Việt có nghĩa là: vì vậy câu hỏi được đặt ra là loại thực hành nào có ích nhất cho người mới tập viết luận văn lần đầu? Tôi cho rằng trông đợi người mới học đưa ra ngay tức khắc cả nội dung lẫn ngôn ngữ là không hợp lý. Chúng ta nên cung cấp nội dung cho người học mới học trong năm đầu. Sau đây, khi học viên đã đạt đầy đủ khả năng diễn đạt thì chúng ta có thể bắt học viên cung cấp luôn cả nội dung, cố gắng giải quyết cả hai cùng một lúc, tức là chẳng thành công trong việc nào. Ví dụ 2. Men and women alike, we have in recent years tended to act hurriedly, to speak without inflection, to accept new notions without consideration, to allow our minds to react almost mechanically. In this way, we are allowing the best part of our mental powers to go to waste. To act and to speak without reflection is to behave like animals on impulse or like machines by the driving force of routine. Tiếng Việt. Vào những năm sau này, chúng ta đàn ông cũng như phụ nữ thường có khuynh hướng hành động một cách vội vã, nói và không suy nghĩ, chấp nhận những ý tưởng mới mà không xem xét, để cho đầu óc của chúng ta phản ứng gần như một máy móc. Bằng cách này, chúng ta đã để phần tốt đẹp nhất của trí năng của chúng ta bị mai một. Hành động và nói mà không suy nghĩ là cư xử giống như thú vật theo những sự thúc đẩy của bản năng hay giống như máy móc theo lực đẩy của thói quen. Xe nhỏ. Ngoài ra, các infinity trong các fixed phrase, cụm từ cố định, luôn luôn đi trước các câu nói để đúc kết, nhấn mạnh, đổi hướng đàm luận, giải thích, v.v. To sum up, nói tóm lại. To put it briefly, nói gọn lại. To be frank, thành thật mà nói. To be honest, thành thật mà nói. To put it in another way, nói một cách khác. To be fair, but, công bằng mà nói, nhưng. To begin with, trước hết. To get back to the point, để trở lại vấn đề. Bài tập. Bài tập 1, dịch ra tiếng Anh. Câu A. Để vào đại học, anh phải chuẩn bị ngay bây giờ. Câu B. Muốn vào đại học, anh phải chuẩn bị ngay bây giờ. Câu C. Để con anh vào đại học, anh phải chuẩn bị cho chúng ngay bây giờ. Câu D. Nếu Việt Nam muốn trở thành, hoặc là để Việt Nam trở thành một con rồng kinh tế, chỉ còn một con đường là đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Have no alternative choice but to. Bài tập 2. Dịch và nói sự khác biệt giữa hai câu này. Câu A. He paid his friend $300 for faking
the immigration stamp on his passport. Câu B. He paid $3 for his friend to fight an immigration stamp on his passport. Bài tập 3. Dịch và nói chức năng các cụm từ được gạch ở bên dưới. Câu A. The teacher denied any wrongdoing, saying that he had crossed out the student's name from the list because he found that he did not qualify for the task. Gạch dưới từ saying that đến hết. Câu B. The police chief said economic grief, a recent terminology, has become more sophisticated with perpetrator employing advanced techniques. Gạch dưới từ with tới hết. Câu C. The disease has spread quickly with 215 admission to the principal hospital reported during the past 5 days. Gạch dưới with 215 admission to the provincial hospital reported. Và gạch dưới cụm tiếp theo là the past 5 days. Câu D. Hundreds of money losing state enterprise would go bankrupt without continued government subsidies, throwing several million workers out of their jobs. Gạch dưới từ throwing several million workers out of their jobs. Câu E. With the war over, their victory were complete. Gạch dưới từ with the war over. Câu F. With their incomes growing and housing prices growing, they had to tighten their belt further. Gạch dưới từ with their incomes growing và gạch dưới từ housing prices growing up. Bài tập 4. Dịch đoạn văn sau đây và nói chức năng của câu to say that with a moral sense. One pitfall of direct observation is that we were too apt to read our own interpretation into the child's behavior, that is to commit the psychologist's fallacy, which means that we ascribe to the child our own interpretation of its behavior. We commit the psychology fallacy when seeing a dog slink away, when finding staring a choice of meat. We say, you see, he knows he is doing wrong. We are here of driving to the dog our own interpretation of its behavior and what we should feel if we were caught in similar circumstance. To say that he knows that he is doing wrong is to endow the dog with a moral sense. An explanation is much simpler, namely that last time he stole meat, he got a beating and the chain of reflex is now reproduced and his fear revived.